Phường An Khê là một trong những địa bàn nằm ở trung tâm của quận Thanh Khê, có diện tích 2,58 km2 với dân số 27.627 nhân khẩu. Tổng số thanh niên trên địa bàn phường hiện có khoảng 2.254 thanh niên. Toàn phường có 27 chi đoàn trực thuộc, trong đó 18 chi đoàn khu dân cư, 5 chi đoàn trường học, 2 chi đoàn lực lượng vũ trang và 2 chi đoàn doanh nghiệp với tổng số đoàn viên hiện nay là 202 đoàn viên. Với chủ đề đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, nhiệm kỳ qua, đoàn phường đã tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 11 trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn do thiên tai dịch bệnh đã tác động toàn diện đến sản xuất, việc làm, đời sống của cán bộ đoàn viên thanh niên và người dân. Công tác nhân sự có nhiều thay đổi, song với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của quận đoàn Thanh Khê, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, sự phối hợp nhịp nhàng của các ban ngành đoàn thể cùng với sự đồng lòng, quyết tâm, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên phường nhà đã từng bước đưa đoàn phường An Khê ổn định và phát triển, đồng thời đạt được những kết quả nổi bật thông qua các phong trào, mô hình sáng tạo, ý nghĩa và thiết thực mang đậm dấu ấn thanh niên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên thanh niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường vụ đoàn phường và các chi đoàn trực thuộc đặc biệt quan tâm và triển khai thường xuyên. Tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên thanh niên các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, các nghị quyết của Thành ủy, Quận ủy và Đảng ủy phường hàng năm. Tuyên truyền đóng góp dự thảo văn kiện đại hội và đại hội đảng các cấp, bám sát những nội dung cơ bản thực hiện chỉ thị 42 ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Điển hình là các đợt sinh hoạt chính trị, tổ chức các cuộc thi trực tuyến với chủ đề Tuổi trẻ An Khê tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, Hành trình tuổi trẻ theo dấu chân Bác. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hội thi được đoàn phường thường xuyên tổ chức nhân kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước như mừng Đảng đón xuân, ngày hội bánh chưng xanh, tiền ăn lên đường, hãy nói không với ma túy. Hội diễn văn nghệ chào mừng thành công đại hội đảng các cấp, tổ chức hội thi văn nghệ quần chúng phường An Khê đã góp phần khơi dậy và lan tỏa phong trào hát múa các ca khúc cách mạng trong thanh niên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi được các cấp bộ đoàn, hội, đội triển khai thực hiện có hiệu quả. Phong trào thanh niên tình nguyện đã trở thành nét đẹp truyền thống của tuổi trẻ, ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp thanh niên. Các công trình, phần việc thanh niên đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân và mang lại sự tin tưởng của thanh niên và cộng đồng xã hội. Các đợt tình nguyện cao điểm như tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, tiếp sức đến trường, ra quân vì cổng trường bình yên vào các giờ cao điểm, ra quân xóa bảng quảng cáo rao vặt sai quy định và xây dựng các bảng quảng cáo rao vặt miễn phí. Hoạt động bảo vệ môi trường, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh tại nơi công cộng và trường học, tham gia giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả do thiên tai, xây dựng công trình thanh niên cấp quận và phường, sửa chữa nhà và tặng quà cho 2 hộ nghèo với tổng giá trị 70.800.000 đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường tham gia nhiệt tình và có hiệu quả, như chiến dịch thanh niên tình nguyện đã thu hút đoàn viên tham gia, như công tác dân vận tại các xã khó khăn của huyện Hòa Vang, tình nguyện mùa đông tại xã Chan Va, Nam Giang, công tác tình nguyện tại chỗ, duy trì mô hình tuyến đường văn minh đô thị trên địa bàn phường. Công tác hiến máu tình nguyện luôn được gắn với công tác vận động thanh niên và nhân dân trong thể hiện nghĩa cử cao đẹp cứu người, đã vận động hiến được 652 đơn vị máu. Với các hoạt động tình nguyện sôi nổi, hiệu quả thiết thực, tuổi trẻ phường nhà đã và đang phát huy vai trò xung kích trên các lĩnh vực, góp sức trẻ vào xây dựng quê hương đất nước. Xác định phong trào tuổi trẻ sáng tạo là một trong 3 phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ đoàn phường triển khai cuộc vận động mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo. Qua đó đã có nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay, nhiều hoạt động đa dạng được thực hiện trong trường học, trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương và đem lại nhiều hiệu quả tích cực. Phát huy tinh thần xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
Trong 5 năm, phường có 152 thanh niên ưu tú đăng ký lên đường nhập ngũ, 100% thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đoàn phường đã tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thăm và tặng quà động viên các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ. Học tập nâng cao trình độ là nhiệm vụ rất quan trọng đối với mỗi thanh niên trong giai đoạn hiện nay, nên phong trào đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ được Ban chấp hành đoàn phường chỉ đạo các chi đoàn trường học triển khai thực hiện với các hoạt động thiết thực, phối hợp với ngân hàng chính sách quận, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn tín dụng học tập. Việc làm và giới thiệu việc làm luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu đối với đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Đoàn phường phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên phường tổ chức ngày hội việc làm cũng như xây dựng và đăng tải các thông tin về nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên trên fanpage Thanh niên An Khê. Đồng thời thông tin đến các bạn thanh niên cùng tham gia vào các chương trình hướng nghiệp, dạy nghề, ngày hội giới thiệu việc làm của thanh niên do quận, thành phố tổ chức. Qua đó đã giới thiệu 32 thanh niên học nghề, 51 thanh niên được giới thiệu việc làm, trong đó giới thiệu 12 bộ đội xuất ngũ có việc làm, giới thiệu 12 thanh niên học lớp khởi sự doanh nghiệp, tư vấn hướng nghiệp cho 197 lượt thanh niên. Tổ chức chương trình Thanh niên với nghề nghiệp việc làm. Bên cạnh đó, chung tay hỗ trợ cho Hội Khuyết tật phường quảng bá sản phẩm tại các chợ và trường học trên địa bàn phường, góp phần tạo việc làm cho thanh niên khuyết tật có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của đoàn trong 5 năm qua, Ban chấp hành đoàn phường An Khê đã tăng cường tập huấn kỹ năng và mạnh dạn thay đổi mô hình tập huấn, lồng ghép tuyên truyền, dã ngoại cho các cán bộ đoàn, được tiếp cận kiến thức đi đôi với thực hành tại chỗ, như tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn hội, bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh niên thông qua các mô hình, học từ thiên nhiên, học làm người có ích, ngày hội đoàn viên tại khu du lịch Biển Đông, tổ chức ngày hội Team Building, hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương. Hội Liên hiệp Thanh niên luôn được quan tâm củng cố và duy trì hoạt động đạt hiệu quả. Các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện được duy trì với nhiều hình thức sinh hoạt được cải tiến, thu hút đông đảo thanh niên tham gia như chương trình văn nghệ ký quỹ thiện nguyện, triển khai mô hình nhân rộng gương điển hình, chuyện người tốt, việc tốt, phối hợp tổ chức hội thi năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị và chống rác thải nhựa, ngày hội Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, hướng đến hình thành những trào lưu tốt đẹp trong thanh thiếu nhi và xã hội. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp luôn được đoàn phường chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Trong nhiệm kỳ qua, đã giới thiệu 70 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp và 33 đồng chí được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng. Ngoài ra, Ban thường vụ đoàn phường tập trung công tác tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên về các chủ trương đường lối của đảng, về vai trò lãnh đạo của đảng, tổ chức cuộc thi viết Ngày tôi vào đảng. Đồng thời, chỉ đạo các chi đoàn tham gia cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 4 bài học lý luận chính trị, tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền qua việc triển khai thực hiện quyết định 217-218 của Bộ Chính trị. Công tác xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh là nhiệm vụ hàng đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự thành bại của phong trào thanh niên. Trong nhiệm kỳ qua, đoàn phường đã tổ chức các chương trình tọa đàm, đối thoại giữa lãnh đạo phường và đoàn viên thanh niên, để từ đó đưa ra các biện pháp xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Luôn xác định rõ đoàn viên là trung tâm của tổ chức đoàn, công tác phát triển đoàn viên luôn được đoàn phường đặc biệt chú trọng, đã mở 6 lớp đối tượng đoàn, kết nạp được 231 đoàn viên mới. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm tạo môi trường lành mạnh cho đoàn viên rèn luyện về cả nhận thức và hành động, tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn và đoàn cơ sở, gắn chặt với việc giải quyết những vấn đề bức xúc của thanh niên ở đơn vị, địa bàn dân cư. Xác định đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy, bổ sung lực lượng thường xuyên cho đoàn. Ban chấp hành đoàn phường luôn chú trọng trong việc bồi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, xây dựng tổ chức đội vững mạnh, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, nắm bắt tâm lý, nhu cầu nguyện vọng chính đáng của thiếu niên nhi đồng, nâng cao chất lượng hoạt động đội trong trường học gắn với các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên nhi đồng, nhất là vào dịp hè, tổ chức các chương trình ngày hội vào hè, giải bóng đá thiếu niên hè, hội trại nối vòng tay lớn, chương trình mùa hè kỷ niệm và nhiều hoạt động như dân vũ kỹ năng nhằm thu hút lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia công tác đoàn. Trong nhiệm kỳ qua,
Ban Thường vụ Đoàn phường An Khê đã chủ động linh hoạt đổi mới sáng tạo để xây dựng mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên. Các mô hình đã tạo hiệu quả, bắt kịp xu hướng của thanh niên, giải quyết khó khăn tại địa phương và được đảng ủy, chính quyền, người dân ghi nhận đánh giá cao. Như mô hình chấp cánh ước mơ, mô hình sổ tay nhật ký làm theo lời Bác, mô hình trụ điện xanh, mô hình tiếng loa thanh niên, mô hình phòng tuyến áo xanh, mô hình ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, mô hình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, mô hình thùng phân loại rác thải 3R, mô hình hành trình thứ hai của lốp xe, mô hình tự hào truyền thống lịch sử tháng 3. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đoàn phường là lực lượng đi đầu xung kích tình nguyện cùng với chính quyền địa phương tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch với nhiều cách làm hay, hoạt động đa dạng, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương. Qua đó đã biểu dương các gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng chống dịch, có những đóng góp tích cực, tạo được sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng xã hội. Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, tuổi trẻ phường nhà với tinh thần của Đại hội Đoàn phường An Khê lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Đoàn kết, đổi mới, xung kích tình nguyện sẽ đề ra những mục tiêu, phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phường, biến những khó khăn, thách thức thành động lực, kiên trì, kiên định thực hiện vị trí, chức năng, vai trò của mình trong hệ thống chính trị, khơi dậy khát vọng dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong các tầng lớp thanh thiếu niên và nhi đồng, luôn tiên phong đi đầu, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu góp phần đưa phường An Khê phát triển vượt bậc.